Rồi, chắc này thì Quang dẫn hai cha con anh Toàn là chống nuôi con, hai đứa nhỏ thì nhờ người ta giữ rồi đó. Đó. Đi mua quần áo nha. Đó. Quần áo tập sách mới cho hai đứa Cẩm Tiên và Cẩm Thu vào năm học mới nha. Quang cũng thay mặt cho gia đình cảm ơn chị Cúc Đinh, chị Hoa Đinh rất là nhiều ạ. Dẫn mấy đứa nhỏ cùng với anh Toàn đi mua đồ đi học nha. Rồi, vô. Vô bên trong đi con. Rồi lựa đi mấy bỏ vết ngoài con. Bỏ vết ngoài con. Ừ, bỏ vết ngoài con. Ừ. Cẩm ra cặp tiên con học lớp mấy nè, nói cho chị nè, chị lựa. Học lớp mấy nói cho chị lựa. Học lớp 5. Trường Nguyễn Hiền. Con ba nhỏ, nhỏ con Thu. Thu. Học lớp mấy? Học lớp mấy? Lớp 2 ha. Ừ. Ừ. Rồi đứa học lớp lớp 5, đứa học lớp 2 hả? Ừ, chọn đồ giùm cho hai cháu đi cưng. Đi. Đây đây. Đi con. Đi. Đi anh Toàn ơi. Đó, thì dắt này dẫn mấy đứa con của anh Toàn gà trống nuôi con đi mua đồ ở dưới chợ Ô Môn nha. Ừ. Anh Toàn có đi học thử luôn. Rồi bận vô đi, bận vô luôn, đừng có lột áo ra, bận vô luôn. Con mặc áo luôn, chồng áo luôn đi con, mặc chung luôn. Ừ đúng rồi, chồng vô. Để đó không? Ừ. Rồi ăn đứa mấy bộ, muốn đứa mấy bộ, nói. Đứa ba bộ đi tháng 10. Hả? Hai bộ. Ba bộ đi tháng 10 có. Mặc cho luôn đi con. Ừ. Vừa không? Trời ơi, đẹp dữ ta. Rồi, quay lại coi. Sao con? Không, lỏng vậy là vừa đó. Vừa không? Thì nó thôi, quan trọng là nó kìa. Không, con mặc vừa thì nó vừa, còn cái nào à? Hơi lỏng thì nói với chị, sửa xe khác. Có bớt không em gái? Bán hủ nghị nghe, cho người nghèo. Không? Mấy đứa này là anh mua làm từ thiện cho nó đó cưng. Nha, nói với chủ giảm giá cho hai cháu nha. Vừa con. Thu vừa chưa con? Thu là vừa đó. Đầu tiên nè. Vừa luôn ha. Rồi em lấy cho mỗi đứa ba bộ đi. Cái xe vậy luôn á. Có đồ thể dục không con? Không. Không phải không? Đi mình mua một bộ thể dục đi. Hai bộ đó chứ bộ thể dục. Ừ đúng rồi. Đúng rồi. Hai bộ ấy, hai bộ thể dục. Hai bộ đồ quần áo chứ. Hai bộ thể dục. Ừ, đúng rồi. Vừa chưa mấy đứa vừa chưa? Để chị lựa nè. Mua giày dép gì luôn không? Mua cặp đi học đó thì lựa luôn. Vừa không con, tiền kéo áo xuống con. Đi là vừa đó thôi. Nó còn giãn ra đó. Được rồi đó. Được không? Nó còn giãn ra đó. Có giãn đâu? Không, nó vậy là vừa đó. Vừa đó, con bé kia vừa đó, dài lắm rồi đó. Đây tôi con Thu thì hai bự, tiên là vừa nè. Nữa sau này ví dụ nữa, cuối năm nó cao nó cũng ok nữa. Thu thì nó hơi cao, hơi rộng rồi, có xe nhỏ nữa không cưng. Bé nhỏ. Bé nhỏ hơi rộng ha, đúng rồi, bé nhỏ hơi rộng bé đó. Xe nhỏ cho cháu. Cái nào vừa thì để riêng nha. Cái ba là nhỏ nhất hả? Cái nào vừa thì để riêng nha.
dừa để riêng nha. Cái nào dừa để riêng nha con? Không buồn đâu. Dừa đây, em gái đang lựa. Ừ. Chắc có bạn kết nào ngoài này. Hiểu chưa? Rồi dừa đó. Rồi gáo đó, Cẩm Thu dừa đó. Anh Toàn mặc xe máy. Anh Toàn học lớp 5, vẫn vô luôn. Vô học chung con luôn ha. Ừ. Làm lớp trưởng. Vô cuối năm lớp trưởng học có 2 năm rồi cuối lớp rồi. Ừ. Cái này vừa có bỏ đây nè. Bỏ đây nè. Cái nào vừa thì bỏ cầm lại. Cái nào vừa để riêng. Cái gì? Shop Hiền Vũ. Shop Hiền Vũ ha. Dạ. Ừ, tại công viên Ô Môn nha quý cô chú chị, đường 26 tháng 3 nha. Rồi ok đó. Không có dài đâu con, không dài đâu. Dừa đẹp rồi. Dừa rồi đó, không có dài con. Ừ. Đồ thể dục thì nó như vậy á. Rồi. Rồi hai đứa bận đồ vô, hồi lên đây chụp hình với cô luôn coi. Hồi nữa cô mặc đồ cho hai cháu rồi chụp chung tấm hình cho hai cháu luôn. Rồi hai đứa bận đồ đi học vô coi. Anh chú chụp hình coi. Rồi học đi. Bộ đồ nãy đó, bộ đồ nãy con thử đó. Rồi bận vô luôn đi, hai đứa bận vô luôn đi. Mỗi đứa một bộ. Có bán giày dép đúng không em? Giày nhỏ không có. Không có nha. Không có, ngồi là tài dân. Ôi đẹp quá, ngồi ra đây là chụp với con bộ coi. Bôi chứ. Chụp tấm hình. Chụp tấm hình. Kỷ niệm. Còn hai đứa nhỏ nữa, để ăn lần bốn đứa. Còn hai đứa nữa mà chở không có nổi. Đâu cái ấy đâu? Cái đai đâu? Cuột lại. Xỏ cái tay vô. Bỏ ông quần nó xỏ cái đai vô được. Bỏ cái quần vô mới được. Bỏ cái quần vô. Ở đây rồi nè. Rồi, bỏ áo quần, kéo đai lên, đúng không? Thường đi học đó. Anh gài lên cho nó anh Toàn. Rồi con gài nút lại đi con. Cái đai đó. Được chưa? Rồi quá không? Rồi ra đây nè, chụp hình với cô nè. Anh Toàn vô luôn. Thôi ha. Được rồi. Anh Toàn ra đi, chụp với cô thôi. Xích vô đây nè, con đứng giữa nè. Con đứng giữa nè thôi, con đứng giữa đi con. Đứng giữa cô nè. Rồi. Đúng rồi. Rồi, nhìn nè. Chưa. Rồi lựa cặp luôn nha. Đây có dép mà không có dép nhỏ hả em? Nè cặp này con. Ừ, ủa quá xá rồi. Thích loại nào? Hay cặp nào nập nấy bự dữ hả? Kìa nhánh kìa bánh kìa con. Trên cao. Mũ giáo hả? Mấy cái này đây hả? Cái này lớp 1, từ lớp 1 trở lên. Đây nè, con nhỏ là cái này. Cái con gấu này được nè. Ờ. Gấu á.
được không? Lấy cái màu nâu này xuống luôn đi cưng. Con chịu cái này không hay là chịu cái nào? Được không? Đâu mang vô cây. Mang vô cây. Quải rồi. Quải vô cây. Ôi ơi bé đó, cái bị cặp này bự không? Không qua. Ôi trời. Tại vì nó nhỏ thôi chứ cái này không đỡ nữa. Nó nhỏ nữa thâu dây lên cho nó ngắn lại. Nó, đi nữa, nó, nữa thâu lại con. Nó đeo cái này cái nó hết lớn luôn nè. Có chị ai chở đi học nè. Chị đó là vừa đó. Có cái nào nhỏ hơn không? Nè, nè, có cọng dây không có? Cọng dây nữa rút lên. Bự quá, hai đứa hai chị em bằng cái nhau kìa. Cái đó bự nhỏ hơn kìa. Mẫu giáo. Vậy? Mẫu giáo. Mẫu giáo hả? Mẫu giáo bỏ tập vô đâu có vừa. Cái đó nhỏ nè. Ừ, chứ thấy quá bự rồi kìa, nó đeo sao nổi. Đây em thấy vừa không? Quá bự rồi kìa, thâu lên cho cái này. Dây vô là vừa hả? Ừ. Cái này nhỏ hơn nè. Cái đó bự hơn nữa. Cái đó bự hơn đó. Màu hồng lại lấy cái màu hồng này. Rồi đó, đâu con ngồi. Cái màu hồng này có bộ nhỏ hơn hay gì nè. Tao lấy cái này coi bé. Ừ. Đúng rồi. Màu nâu này thì sạch nha, sạch là sang đẹp nữa. Nó, cái này nè, đúng rồi nè, thấy cái này được nè. Này nhỏ hơn á. Đâu con đeo lại coi. Con lột cái này xuống. Ừ. Đó. Rồi con mang cái bị đó coi. Cái bị đó có bộ được nghe. Cô mang cái bị đó cho con coi. Mở cái dây giữa ra. Mở cái dây giữa ra. Mở cái đeo ngược rồi kìa. Đúng rồi. Đeo ngược. Rồi. Ừ, rồi. Rồi. Giữa ra rồi đeo cho con. Rồi quay lại coi. Được á, vừa đó. Rồi ok. Vừa hơn cái kia đó. Được ha. Đeo được không? Khoái không? Thích không? Khoái hả? Ừ. Vui không? Vui ha. Vui ha. Rồi. Rồi tính tiền đi. Còn gì nữa không? Còn mua gì nữa không? Mấy đứa? Rồi đó. Rồi ha. Có dép không? Ôi, dép đi luôn. Ừ. Mua luôn. Nó tặng là tặng hết chứ. Ừ. Đây này thì ừ. Mọi giáo luôn. Đi. Qua bển tính tiền kìa. Rồi mấy chú đi nha, hai đứa tự tính tiền được không? Có tiền không? Rồi đi bển đi con đi. Nó như nó hoang mang kìa. Rồi đi bánh kìa, tính tiền kìa. Nói cái hoang mang đó chưa kìa. Rồi. Rồi nhiêu chị? Đây là tụi em mà giúp từ thiện đó chị. Dạ dạ. Nha. Bớt cho hai cháu nha. Rồi xích lại con, xích lại xích vô. Anh Tàu vô. Ừ. Ôi ơi bữa nay đẹp quá đẹp à. Đi á. Rồi về năm cha con ở nhà. Không tiền. Cầm giùm đó. Ừ đúng rồi. Rồi sao? 445. 445 đây. Có viết rồi chưa nha? Rồi hồi mua sách đi. Rồi mua sách tập luôn. Rồi hai đứa lại cảm ơn mấy cô đi rồi, con. Anh Tài lại cảm ơn mấy cô đi con. Ừ. Rồi cảm ơn cô Cúc Đinh với cô Hoa Đinh gửi tặng tiền cho mấy đứa nè. Cảm ơn cô Đinh và cô Hoa Đinh. Rồi. Cẩm Thu đâu? Cảm ơn hai cô đi con. Cô Cúc Đinh với cô Hoa Đinh. Phanh tay lại coi. Rồi. Quá xá rồi. Rồi mấy cha con cầm bịch ra lên chụp tấm hình cái. Rồi cầm lại coi đó. Rồi nhìn đây này con, nhìn đây này con. Rồi ok ha.